Nước mắt tử hà, truyện được cải biên dựa theo Thiên Liêm Chính. Trung Ly Ý, tự Tử Hà, người nước Đông Hán ở Sơn Âm, Cối Khê, từ nhỏ đã kiên cường, tự lập, chính trực, không vua nịnh, lớn lên làm quan, một lòng vì nước vì dân, thương yêu bá tánh, là vị quan thanh liêm nhất thiên cổ được lưu truyền trong lịch sử Trung Quốc. Tiểu đệ muốn may mắn vui vẻ thì mua một cái đi. Đại thúc, diều giấy của thúc bao nhiêu một cái vậy ạ? 3 quan tiền một cái. Đại thúc, con mua một cái. Nén bạc này trị giá 20 quan, trả lại cậu 17 quan. Cảm ơn đại thúc. Anh à, chúng ta đi thả diều đi. Cha bảo chúng ta ra ngoài để làm gì, em quên rồi sao? Em không có quên. Cha sai chúng ta đi mua nghiên mài mực để dạy hai anh em mình viết chữ. Đi thôi. Ông chủ, chúng con muốn mua một nghiên mực ạ. 8 quan tiền. Dạ. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Hồi nãy khi chúng ta mua chiều giấy, thúc ấy đã thối dư 3 quan tiền. Đi đâu rồi? Ông ơi, đại thúc bán chiều lúc nãy đi đâu rồi ạ? À? Ông ấy dọn hàng rồi, vừa mới đi đó. Cảm ơn ông. Em ơi, em đợi anh ở đây nha. Anh đuổi theo thúc ấy để trả lại tiền. Dạ. Đại thúc, đợi chút đã. Đại thúc, cuối cùng đã tìm được ông rồi. Cậu tìm tôi à? Dạ, đại thúc. Lúc nãy con mua diều giấy của thúc, thúc trả cho con dư 3 quan tiền. Con trả lại cho thúc nè. Ồ, cảm ơn cậu nha. Tiểu huynh đệ, cậu vì trả cho ta 3 quan tiền này mà chạy theo ta tới tận đây à? Số tiền này không phải của con mà là của thúc. Con trả cho thúc là việc nên làm thôi. Tiểu huynh đệ, cậu làm rất đúng. Cậu tên gì? Tên con là Trung Ly Ý. Cha ơi, chúng con về rồi ạ. Ừ. Kêu các con ra ngoài mua một nghiên mực thôi. Sao giờ này mới về vậy? Thưa cha, hồi nãy anh mua cho con một cái diều. Đại thúc bán diều, thối dư tiền cho chúng con 3 quan tiền. Anh chạy theo thúc ấy để trả lại nên mới về trễ. Mong cha tha lỗi. Tử Hà, con tuổi nhỏ mà có thể thấy lợi không tham, cha rất vui. Cha, cha khen con quá lời rồi. Từ nay trở đi, cha sẽ dạy cho con học chữ. Thưa cha, chữ này là liêm, trong liêm khiết. Chữ này là liêm trong liêm khiết.
Đúng vậy. Ý của chữ này là chánh trực, phẩm hạnh ngay thẳng. Phi Phi, từ từ thôi. Con xem chữ viết ở trên là chữ gì? Cha ơi, chữ này là chữ suối trộm. Không sai. Các con còn nhớ cha đã kể cho các con nghe câu chuyện phu tử không uống nước suối trộm không? Còn nhớ rồi à? Năm đó phu tử đi ngang qua suối trộm, dù khát nước khô cổ, nhưng khi ngài nhìn thấy chữ trộm trong suối trộm thì rất xem thường, thà chịu khát khô cổ chứ không chịu uống nước suối trộm này. Đúng. Phu tử làm vậy là muốn dạy cho học trò làm người phải có tôn nghiêm, có chí khí, giữ được tiết tháo, phải khắc chế dục vọng, tự tuyệt những vật phi nghĩa. Tử Hải nói rất đúng. Bậc chí sĩ không uống nước suối trộm, người liêm khiết không nhận đồ bất chính. Chỉ người nào trong lòng chánh trực liêm khiết thì mới giống như phu tử, trong lòng không chấp nhận dù là một mảy may ý niệm tranh đoạt những vật phi pháp. Cha, con đang thấy khát khô cổ nhưng cũng không thèm uống nước trong suối trộm này đâu. Hôm qua cha dạy cho các con chữ đầu tiên chính là liêm trong liêm khiết. Cha mong các con phải lấy phu tử làm gương, là một người liêm khiết. Dạ, con hiểu rồi ạ. Đại ca, huynh lại chạy đến chỗ này thẫn thờ nữa rồi. Mỗi khi trong lòng huynh cảm thấy bồn chồn, chỉ cần đến trước suối trộm này, nhớ đến những lời năm xưa cha dạy chúng ta, thì trong lòng liền bình tĩnh trở lại. Đại ca, bây giờ huynh đã là quan thượng thư, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng khen ngợi huynh là vị quan thanh liêm, cha và em cũng được thơm lây. Nhị đệ ngàn vạn lần chớ nói như vậy, mọi việc ta làm đều là vâng lời dạy của cha mà thôi. Trẫm nhận được một bức thư nặc danh, dạch tội thái thú giao chỉ Trương Khôi nhận tiền hối lộ, làm việc phi pháp, mua quan bán chức khiến dân chúng giao chỉ lầm than. Các vị ái khanh đối với việc này như thế nào? Việc này... Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng giao chỉ ở phía nam tiếp giáp với các phương nam là bình phong che chắn phía nam của Đại Hán ta. Trương thái thú trấn giữ giao chỉ đã lâu, tuyệt đối không thể sai sót, mà vị thượng thư này lại không dám xưng danh tánh, giấu đầu lồi đuôi, tất nhiên muốn hãm hại Trương thái thú. Bệ hạ bất tức vì chuyện giặc này mà lo lắng. Ái khanh nói cũng có lý. Các khanh gia khác với chuyện này có ý kiến gì không? Khởi bẩm bệ hạ, đúng như Ngụ Sử đại nhân đã nói, giao chỉ là dụng đất trọng yếu, còn là bình phong phía nam của Đại Hán ta. Nếu như xảy ra một chút sai sót, e rằng hậu quả khó lường. Thần cho rằng nên phái người điều tra chuyện này. Khởi bẩm bệ hạ, thần tán đồng đề nghị của thừa tướng đại nhân. Vị thượng thư này tuy không để lại tên tuổi, nhưng ông ta tố cáo chuyện của thái thú giao chỉ, sự tình có quan hệ trọng đại. Để đề phòng vạn nhất, thần cho rằng nên phái người tra xét rõ ràng sự việc. Nếu thái thú giao chỉ quả thật bị người khác hãm hại, cũng trả lại sự trong sạch cho thái thú. Trẫm cũng có ý này, chỉ là không biết nên phái ai đi điều tra. Các khanh thấy cử ai đi là hợp nhất? Cái này... Như vậy đi, trẫm cho các khanh thời gian 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau các khanh phải cho trẫm câu trả lời thỏa đáng. Vâng. Thái thú giao chỉ Trương Khôi đó là lão thần 2 triệu, năm đó lập được đại công cho triều đình, được tiên hoàng vô cùng sủng ái, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải nể ông ta 3 phần. Theo tôi tốt nhất là bớt rước lấy phiền phức. Nếu như hoàng tử bảo chúng ta đề cử người, dù sao cũng không thể kháng chỉ được. Có thật. Theo tôi cả triều đình này không ai đủ sức gánh vác trọng trách đó đâu.
Hai vị đại nhân, nếu thật sự không tìm ra người ứng cử thích hợp, chi bằng... Trung Lý đại nhân, việc này không phải là chuyện nhỏ, ngài có suy nghĩ 3 ngày rồi hẳn tính. Vâng, đại nhân. Trung Ly Ý bây giờ tâm trạng rối bời. Ông nghĩ chính mình tự xin đi tiên phong, lại sợ nếu bản thân xảy ra chuyện không may thì cha và đệ đệ không ai chăm sóc. Trung Ly Ý tiến thoái lưỡng nan. Đại ca. Đại ca. Đệ đệ. Đại ca, lại đến đây ngẩn ngơ nữa rồi, đã có chuyện gì phải không? Không có, không có. Triều đình có một số việc, nhưng đại ca có thể ứng phó được. Đại ca, cha kêu em đến gọi. Đến giờ cơm rồi à? Suy nghĩ nhập tâm quá nên quên cả thời gian. Tử Hà, trong triều lại có chuyện lớn rồi phải không? Thưa cha, đúng là trong triều có chút chuyện, nhưng cha yên tâm, còn có thể lo liệu. Cha, cha ăn thêm một bát nữa nha. Nan giải quá, bây giờ không tìm ra được người. Chi bằng, việc này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như tình huống cấp bách, Trung Ly Ý phải nhanh chóng quyết định. Nhưng có quá nhiều băn khoăn khiến Trung Ly Ý đắn đo. Ông muốn tận trung vì nước, cũng muốn tận hiếu với cha già. Thế nhưng xưa nay trung hiếu khó vẹn toàn, phải làm thế nào mới tốt nhất đây? Tử Hà, muộn rồi sao con chưa ngủ? Có tâm sự sao? Cha. Tử Hà, nếu ta đoán không lầm, nhất định trong triều có chuyện lớn mà con khó quyết định. Cha nói không sai, hiện giờ trong triều quả thật có chuyện trọng đại xảy ra. Con nói cho cha nghe được không, để cho cha vì triều đình cống hiến chút sức lực của mình. Thưa cha, hoàng thượng muốn phái người đến giao chỉ, điều tra việc thái thú giao chỉ tham ô hối lộ, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Còn muốn tự mình tiến cử đến giao chỉ điều tra đúng không? Đúng là con có ý này. Đại ca, đừng. Đại ca, huynh ngàn vạn lần không được đi. Sao nhị đệ lại nói như thế? Đại ca, em nghe nói thái thú giao chỉ Trương Khôi đó là nguyên lão 2 triệu. Tuy nhiên, chức quan là một thái thú trấn giữ một phương. Huynh mà đến địa bàn của ông ta tra xét ông ấy, sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhị đệ, đại ca thân là mệnh quan của triều đình tạo phúc cho bá tánh, thay hoàng thượng phân ưu. Sao có thể vì an nguy của bản thân mà trốn tránh trách nhiệm chứ? Đại ca, lần này không phải chuyện đùa đâu. Nếu huynh đắc tội với trọng thần của triều đình, nhẹ nhàng nhất là bị cách chức, nghiêm trọng hơn còn có thể rước lấy họa sát thân đó. Nhị đệ, sống trên đời có cái đáng, có cái không đáng. Không thể vì được mất của bản thân mà quên đi nguyên tắc làm người được. Đại ca, năm đó, phu tử không uống nước suối trộm, chẳng phải vì muốn nhắc nhở người đời sau chúng ta, tuyệt đối không thể vì một chút lợi ích riêng tư mà bỏ qua những việc chính đáng nên làm. Cha từ nhỏ đã dạy, làm người nhất định phải thanh cao liêm khiết. Chỉ cần lòng này trong sạch, thì việc dinh nhục sống chết ngoài thân có đáng là gì? Tử Hà, con hiểu được như vậy, cha rất mừng và an tâm. Cha cũng tán thành cho con đi giao chỉ. Chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là nếu con có mệnh hệ gì, vậy cha... Con không cần lo lắng cho cha. Con làm việc này tạo phúc cho muôn dân trong thiên hạ. Nếu chỉ vì một mình cha mà không còn làm lợi ích cho muôn dân trong thiên hạ mới chính là bất hiếu. Con hiểu rồi ạ.
Chung Ly đại nhân, ngài thật sự quyết định tự mình tiên phong đến giao chỉ sao? Vâng, thượng tướng đại nhân, hạ quan đã quyết định rồi. Chung Ly đại nhân phải cân nhắc cho kỹ. Đất giao chỉ đó là chốn đầm rồng hang cọp, nếu không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Đúng vậy, Chung Ly đại nhân. Trương Thái Tú này đã trải qua chinh chiến xa trường nhiều năm, là một kẻ rất khó đối phó. Nếu điều tra không ra, hoàng thượng cũng không làm sao xoay chuyển được. Ngài phải suy nghĩ cẩn thận. Đa tạ ý tốt của hai vị đại nhân. Hạ quan đã suy nghĩ kỹ. Việc lần này tuy khó làm, nhưng dù sao cũng phải có người làm. Nếu đem chuyện này đùn đẩy cho người khác, không bằng để cho hạ quan nhận. Xin hai vị đại nhân tin tưởng hạ quan. Hạ quan nhất định sẽ dốc sức hết mình lo liệu ổn thỏa việc này. Chung Ly đại nhân đã nhất quyết đi, đương nhiên chúng ta an tâm. Có điều ngài nhất định phải bảo trọng. Đa tạ thừa tướng đại nhân. Việc cử người điều tra vụ án thái thú giao chỉ tham ô, các khanh đã chọn được ai tốt chưa? Khởi bẩm bệ hạ, di thần xin được đến giao chỉ điều tra. Chung Ly đại nhân nổi danh liêm khiết, thiên hạ đều biết. Khanh muốn đi điều tra việc này, trẫm rất yên tâm. Tâu bệ hạ, để điều tra việc thái thú giao chỉ tham ô thì Chung Ly đại nhân đích thực là người thích hợp nhất. Nhưng luận về quay thế, Chung Ly đại nhân không bị kịp Trương Thái Thú. Nếu Chung Ly đại nhân đến giao chỉ, e rằng Trương Thái Thú không phục tùng. Thừa tướng nói rất đúng. Thượng thư Chung Ly ý nghe chỉ. Thần tiếp chỉ. Trẫm phong khanh làm không sai đại thần, ban cho thượng phương bảo kiếm đến giao chỉ điều tra. Mọi việc có thể tiền trảm hậu tấu. Thần lĩnh chỉ, tạ bệ hạ long ân. Chung Ly ái khanh, việc lần này trẫm trông cậy hết vào khanh. Xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt việc này. Bệ hạ thánh minh. Đã mấy ngày rồi, đến lúc con phải đi. Đại ca, lần này đến giao chỉ, huynh nhất định phải cẩn thận. Nhị đệ yên tâm, huynh phàm làm việc gì cũng đều sẽ cẩn thận. Sau khi huynh đi rồi, nhờ đệ chăm sóc cho cha. Đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ sẽ chăm sóc cho cha thật tốt. Cha, con đi đây. Tử Hà, lần đi giao chỉ này, cha còn một việc chưa yên lòng. Cha lo lắng chuyện gì vậy? Dùng đất giao chỉ đó cách xa hoàng đế. Nếu thật thái thú có phạm tội, thì ông ta sẽ tìm đủ cách đối phó với con. Cha biết con không khuất phục uy quyền, nhưng phải hết sức cẩn thận đề phòng. Xưa nay có rất nhiều anh hùng đều không tránh khỏi lợi ích cám dỗ. Cha không có bên cạnh con nhất định phải chú ý Tử Hà nha. Xin cha hãy yên tâm, con nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ của người xưa. Cái này là... Cha, đây là nước của suối trộm con luôn mang theo bên mình để nhắc nhở bản thân. Nhất định phải là người liêm khiết, chí sĩ, không uống nước đạo tuyền. Người liêm khiết không nhận đồ bất chính. Dù là trong tình huống nào, con đều lấy phu tử làm gương, khuyến khích sách tấn bản thân, tuyệt đối không mặc tình buông thả. Con làm được như vậy thì cha cũng yên lòng. Cha, con đi đây. Trong nhà vẫn còn em con cứ yên tâm lên đường.
Nam mô A Di Đà Phật.